Rồi, ok nhá. Này quay test mic cho bác xem nhá. Đấy, mic của toa xịn rồi. M380 hàng xịn cao cấp của toa đấy nhá. Đây để test cho bác xem này. Đấy, bên trong đấy, bên trong nó có các thứ đầy đủ nhá. Đấy, ok nhá. Nó có một cái dây mic rất dài này, dây dài mấy mét. Đấy, đây là cái bàn mic nhá. Rồi, nhân vật chính này, mình có pin ở đây. À, có cái dây này để lôi pin ra dễ này. Đây, thân mic này. Đấy, đầu mic đẹp không? Hàng xịn nó vẫn khác. Đây nó có cái chắn chắn gió nhá, chắn hơi thở này. Lắp nó vào đầu mic nhá. Ok nhá, lắp pin nhá. Khi lắp pin thì lắp đè pin lên cái dây này nhá, cái dây đỏ này. Khi thay pin là mình giật ra là dễ nhé. Khi thay pin mình cầm mình giật cái là ra pin này, này. Đấy, lắp pin xong ok này. Để bị test cho bác xem nhé. Lắp đúng vào. Ok. Đấy. Ở cái đầu dây của nó có 3 khớp nhé. Có thể là lấy tín hiệu lấy cắm vào mixer được nhé. Cắm mixer thì lấy điện mixer 48V luôn nhé. Ok luôn. Ok nhá, đã kết nối xong nhá. Đây cắm vào cái âm ly thường thôi, âm ly thường nhá. Đấy. Khi bật là nó lên cái đèn xanh đây nhá. Đấy, đèn xanh này. Đấy, nó sáng đèn xanh nhá. Đây sáng đèn đây, tắt ở đây, ấn một cái là tắt, ấn cái bật nhá. Test âm nhá. Đấy, quay âm thanh cho bác nghe này. 1 lên nhá, 1 2 6 7. Đấy, âm thanh đấy. Đây để đây, quay cho bác xem rõ này. Lô 1 2 6 7 9 10 alo. Tiếng rất chi là ấm áp và hay. Có tiếng xì. Lê 1 2 6 7. Đấy, tiếng rất hay nhá. Tiếng cực hay luôn. Đây. Đấy, đang lắp một con toa ở cửa kia. Đang chạy một con toa ở cửa với một con loa thùng ở đây. Đấy. À, lên này. 1 2 6 7. Đấy, tiếng rất hay luôn nhá. Đấy, đây là bộ mic toa cực kỳ cao cấp của toa nhá. Đây là mic cao cấp nhất trong cái hãng của toa rồi. Tiếng nó rất sạch nhá. Cái này nó còn làm cả những cái chương trình sự kiện lớn toàn dùng cái dòng này thôi. Đây. Có cái bao trong chắn gió rất đẹp này. 1 2 6 7 alo. 1 2 6 7 9 10. Lô, tiếng rất thật luôn. Tiếng cực chuẩn luôn nhá. Tiếng rất chuẩn. Tiếng nó ấm, ấm áp luôn. Bắt cực nhạy luôn nhá. Đây. Đứng xa khoảng tầm đây, 25 25cm nhưng mà bắt vẫn rất khỏe luôn. Cái này dành cho hội nghị đọc phát biểu thì tuyệt vời luôn. Có thể điều chỉnh các hướng đây, điều chỉnh các kiểu được nhé. Cong lên gỡ xuống đều ok. Đấy. Cái cục này nó rất là nặng nhé. À, cái cục này nó rất nặng cho nên là nó đứng vững được cái này. Mình điều chỉnh các hướng được này. Đấy. Dây thì cái này chắc phải dài 5 mét. Dây cũng dài 5 mét. Đấy, dây dài 5 mét mà con này nó có chức năng là lấy điện từ bàn mixer. Nếu mà cắm vào mixer thì chúng ta không cần lắp pin luôn. Cắm vào mixer thì không cần lắp pin nhé. Cắm âm ly thì lắp pin, nếu mà có mixer thì chúng ta không cần lắp pin, nó cũng chạy. Ok chưa? Dây rất mềm và chất chắc chắn nhé. Đấy. Rồi. Lô 1 2 6 7 9 10 alo. Đấy, tiếng sai luôn nhé. Đấy, đang chạy con loa toa ở cửa kìa. Đấy, con loa toa đang thông báo. Đấy, 1 2 6 7 lô. Ok. Mic cực tốt nhá. Rồi, mến chào bác.